À, xin chào các bạn à, mình vừa mới mua được một cái thiết bị nội soi tai mũi họng rất nhỏ gọn à, thì thường thì các bạn cần nội soi tai mũi họng xem là tai mũi họng mình nó bị sao thì chúng ta hay đến bệnh viện thế nhưng mà hiện tại bây giờ trên thị trường đã có bán một cái thiết bị nội soi tai mũi họng nó giống như một cái bút thôi Đấy, và các bạn có thể kiểm tra tai mũi họng ngay tại nhà cho người thân của mình à, thì đây là cái hộp nội soi tai mũi họng à, cái modem của nó là InCam 203 à, và ở đây nó có cả chống nước à, IP67 luôn này các bạn này camera của nó là 1.3 megapixel này và cái độ phân giải của nó là lên được HD à, HD và và đặc biệt là khi mà các bạn nội soi tay với họng thì các bạn cần lưu ý là cái đầu của nó cái đầu giò của nó nó phải nhỏ thôi nó phải khoảng 3,9 mm trở xuống thôi thì chúng ta mới có thể là cắm được vào sâu vào trong cái tai của chúng ta. Còn nếu mà nó tầm 5,5 mm ấy thì nó sẽ rất to. ngay và ở đây nó support được cho cả các cái hệ điều hành Android và trên PC. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mở ra xem bên trong nó có gì. Đó. Thì ở đây, đây là cái hộp của nó. Thì bên trong của nó thì đầu tiên thì nó đây nó là một cái cái sách hướng dẫn sử dụng sách ừ, hướng dẫn sử dụng rồi nó cũng không có cái gì cả đó. và ở đây nó sẽ cho chúng ta một cái bộ gọi là cái bộ lấy giấy tay một cái bộ lấy giấy tay đây đó còn đây cái là cái nhân vật chính của chúng ta thì nó là có một cái cái đầu giò đấy các bạn có thể nhìn thấy cái đầu giò À, nó khoảng uh, cái này nó nó rơi vào khoảng uh, 10 đến 15 cm. À, cái đầu dò. Cái đầu giò này thì đây các bạn lưu ý là các bạn có thể nhìn thấy ở đây nó là có một cái camera này và camera này xung quanh của nó thì nó sẽ có các cái đèn LED cái đèn led để nó soi sáng và các bạn chú ý là cái đầu dò này cái cái đầu này là chúng ta phải làm sao mua cái loại nó nhỏ thì chúng ta mới có thể cho ra vào tai của chúng ta để chúng ta xem này và cái hiện tại cái này nó nó chỉ là 3,9 mm thôi và toàn bộ cái thân của nó là bằng nhôm các bạn nhá nhìn rất cứng cáp và chắc chắn à, thì ở đây nó có một cái đoạn dây cáp dây cáp này thì nó dài vào khoảng 1,5 mét gì đấy và cái đầu này thì nó sẽ cái đầu cáp này nó sẽ sẽ kết nối với cái cổng dạng cổng USB à, thì cái cáp này nó sẽ chúng ta sẽ cho thêm một cái adapter để chúng ta cắm theo cái chuẩn Type si. C đây từ cáp USB thông thường nó sẽ chuyển sang cái cổng Type C si, mà một số cái điện thoại đời mới thì chúng ta sẽ dùng cái cổng Type C si này để chúng ta, ta sử dụng ngoài ra thì nó cũng có thể là dùng cái cổng micro USB thì chúng ta có thể là bẻ cái 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 đầu cam này ra bẻ nó ra thì cái chuẩn này đây nó sẽ có một cái chuẩn micro USB này chúng ta có thể cắm vào cái thiết bị điện thoại bằng cái chuẩn này được hoặc, hoặc là nếu chúng ta cắm máy tính thì chúng ta đóng cái này vào thì nó sẽ thành cái, 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 chuẩn USB và chúng ta cắm vào máy tính được đây các bạn có thể thấy là đây là một cái bộ để để lấy giấy tay này thì, thì đơn giản thôi là nó sẽ có những cái cái, cái chụp này nó bằng nhựa trong suốt luôn thì chúng ta sẽ chụp vào cái đầu này à, đã chụp vào cái đầu này đó thì ở đây nó có một cái cái móc để lấy thì khi chúng ta sẽ cho vào tay thì nó sẽ soi và chúng ta sẽ lấy nó ra nó sẽ rất dễ dàng bây giờ tôi sẽ cùng các bạn test thử cái 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 camera nội soi này kìa nhé à, bây giờ tôi sẽ dùng một cái điện thoại android để tôi uh, sẽ test đó. thì để mà uh, kiểm tra được cái cái camera nội soi này thì đầu tiên là chúng ta cần phải cài một cái phần mềm của nó. Thì các bạn vào cái CH Play và các bạn đánh chữ incam cam. Đấy, chữ in cam này. Đây tôi đã đánh sẵn đây. Đấy, thì khi mà các bạn đánh search chữ in cam này ra thì nó sẽ ra cái cái phần mềm incam này các bạn cài đặt nó đây, đây Đó, các bạn cài đặt bình thường. Đấy, thì tôi đã cài đặt sẵn rồi. Thì bây giờ tôi sẽ mở cái phần mềm này lên nhưng mà trước khi mà mà chúng ta sử dụng cái uh, cái phần mềm này thì các bạn cần phải bật cái tính năng OTG trong điện thoại này lên bằng cách vào cái phần cài đặt vào cái phần khác và bật cái mục kết nối OTG lên đó rồi ok xong Đấy. thì bây giờ là chúng ta sẽ mở cái phần mềm này lên này đây cái phần mềm InCam này, này em mở lên đó, và chúng ta sẽ dùng cái chuẩn micro USB chúng ta sẽ cắm vào, bởi vì cái điện thoại này của tôi đang dùng cái chuẩn micro USB Còn bạn nào mà điện thoại này mới nó có cái chuẩn Type-C si thì chúng ta sẽ dùng cái cáp chuyển đổi này nhé, cái, cái jack chuyển đổi này Đó, đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ bật nó lên, đấy, rồi chúng ta sẽ cắm nó vào, đấy, thì khi mà cắm nó vào, đấy thì các bạn có thể nhìn thấy là đây là cái đèn led này cái đầu camera nó có 6 cái đèn led này nó sẽ sáng lên và cái phần mềm này là nó sẽ hiển thị được cái hình ảnh ở đây trên cái phần mềm này các bạn lưu ý là chúng ta có thể là vừa à, vừa vừa quay camera được à, bằng cái nút này thì khi mà chúng ta bấm vào cái nút phía trên này là cái nút quay camera còn cái nút đây là nút chụp ảnh ví dụ như là tôi đây, tôi, tôi, tôi quay cái này thì và tôi sẽ chụp ảnh. Đó. Thì nó sẽ lưu lại cái ảnh này. Đấy, và các bạn muốn xem thì các bạn sẽ vào cái cái biểu tượng play đây. Đó. Thì đây là chính cái ảnh ảnh mà tôi vừa chụp rồi. Đó. Và camera quay camera cũng vậy thôi. Thì đây là các bạn quay thì các bạn bấm vào đây thì nó có cái biểu tượng đó đây là cái thời khung thời gian đang chạy nó đang quay đấy. đấy các bạn đang quay đấy khi mà quay xong thì các bạn ấn này thì nó sẽ lưu lại và các bạn cũng có thể xem lại đấy, thì đây là cái camera mà chúng ta vừa quay xong đó còn cái mục ở phía dưới này đây là cái mục setting mục cài đặt của nó à, thì ở đây thì nó chỉ có mấy cái là cài đặt ngôn ngữ này thì chúng ta để mặc định tiếng Anh rồi đây là cái thông tin của cái phần mềm à rồi cái này là kết nối đến cái trang chủ của nó rồi rồi cái này ở cái mục phía dưới này là chúng ta có thể nó sẽ phân làm hai cái màn hình một cái màn hình ở phía bên tay trái này nó là cái hình ảnh chúng ta sẽ chụp hoặc quay Đấy, ví dụ như là đây tôi đang cái màn bên tay phải là cái màn hình mà hiển thị thực tế hình ảnh mà chúng ta quay thực tế bây giờ tôi tôi nhấn chụp này Đó, thì nó sẽ lưu ra chúng ta sẽ xem được cái hai Đấy còn cái HD này thì chúng ta nó sẽ chọn cái độ phân giải Đấy, một là cái độ phân giải 640 480 hai là cái bộ phân giải HD thì chúng ta sẽ chọn cái bộ phân giải HD nhìn cho rõ rồi thì bây giờ các bạn có thể để ý nhé đối với cái camera này thì nó chỉ có cái khoảng cách lấy nét là khoảng 1 đến 2cm thôi nên là muốn soi cái gì chúng ta phải để nó gần xuống ví dụ đây là tôi soi cái hình ảnh ở dưới này đây là cái tấm tấm mút xốp ở dưới này Đó hoặc là đây là cái mình sẽ soi cái hình ảnh của cái đầu tay si đây là cái đầu tay si đầu tay si đấy. Đây, hoặc là bây giờ chúng ta sẽ soi chữ này đây mình sẽ soi chữ này à. rồi bây giờ tôi sẽ, sẽ thử xem về xoay cái cái tai của mình như nào Đấy, thì khi soi tai nên là như lúc đầu tôi cũng lưu ý với các bạn là chúng ta phải chọn cái đầu cái, cái đầu đầu soi này nó phải càng nhỏ càng tốt nhé Bởi hiện tại thì, thì nó cứ cái đầu 3 3,9 mm thì là cái đầu chúng ta có thể là cho được vào tai còn thông thường ở trên thị trường nó có rất nhiều camera nhưng mà đầu nó to từ 5,5 mm 8 mm thì nó sẽ không phủ vừa cái tai được bây giờ tôi sẽ sẽ soi tai Đấy này các bạn có thể để ý. Đấy, đây là cái lỗ tai này Đấy, rất tiện dụng để chúng ta có thể là kiểm tra tai của mình tại nhà luôn. Đó. Đấy, đây là bên trong này cái, đây là cái màng nhĩ bên trong này Đấy, tai này cũng uh, có gỉ tai bệnh rồi. Đấy. À, thì các bạn có thể nhìn thấy là bên trong mình xem có những cái dị vật gì bên trong về tai đấy. đấy, đấy chính vì cái này nó độ phân giải HD đồng thời nữa là cái 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 đầu giò này nhỏ nên là chúng ta mới có thể soi tai hoặc là chúng ta có thể soi mũi soi họng đối với người thân trong gia đình rất tiện lợi hoặc là đỡ, chúng ta cũng có thể là cho vào các cái khe để chúng ta có thể soi tìm qua cái đồ vật, đây. ví dụ như mình vào cái khe này mình xem tìm xem có những cái đồ vật gì mà đối với cái khe nó nhỏ hẹp, đấy. thì cái camera ra này nó rất tiện ở chỗ đấy Rồi, ở đây thì nó có các cái đầu rắc này mình có thể kết nối đa dạng, đấy. trong đó là tai chi là cái thông dụng này rồi và hiện tại bây giờ thì nó sẽ có cái, à cái cái cái, cái chuẩn micro USB là cái chuẩn thông dụng rồi thì hiện tại bây giờ nó điện thoại đời mới xin nó đã chuyển sang cái cổng Type C si. thì ở đây nó cũng có sẵn cho mình cái cổng Type C si này luôn nhá. Thì vừa rồi thì tôi cũng vừa chia sẻ và giới thiệu với các bạn về một cái camera nội soi rất nhỏ gọn. Đó. Giá thành thì nó cũng chỉ vài trăm nghìn đồng thôi. Thế nhưng mà rất tiện lợi trong cái việc mà chăm sóc sức khỏe trong gia đình mình. Nội soi tai và tìm các cái đồ vật ở trong cái khe. Vâng, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. À, mong các bạn ủng hộ kênh của tôi bằng cách là đăng ký, nhấn chuông để nhận được thêm nhiều các cái video mới hơn. Cảm ơn các bạn.